Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu các cháu, các con của Milly và Thọ. Milly and Thọ children. Các con và cháu của Mỹ Hồng và Sen. Con của Mỹ Hà và Tài. Hà Tài children. Các con của Phúc và Hồng Phúc. Phúc, Hồng Phúc children. Con của Thọ và Trâm. Con của Toàn và Nhung. Mỹ Linh và Michael Sharon. Con của Tuấn Vân. Dạ, chúng tôi xin được giới thiệu gia đình của ông Phan Chí Quân. Rất là đông. Tiếp theo, xin mời trưởng nam Phan Gia Phúc lên phát biểu. Kính thưa quý vị bà con nội ngoại, quý cô bác, quý anh chị và bạn hữu. Trước hết, gia đình chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị có mặt buổi tối hôm nay. Nhân ngày mừng sinh nhật 91 tuổi của ba chúng tôi, sau đây tôi xin đại diện cho gia đình có vài lời cảm niệm đến với người ba thân yêu của chúng tôi. Kính thưa ba, hôm nay anh chị em chúng con cùng các cháu chắc về đây tề tựu bên ba với niềm thương kính vô biên của chúng con, luôn tự hào và hạnh diện với mọi người khi có được một người cha như ba. Ngoài xã hội, ba là một người tài giỏi, ôn hòa, tận tâm và là một thương gia lương thiện. Trong gia đình, ba luôn là một người chồng, một người cha nhân từ và hoàn hảo. Ba luôn thương yêu, hy sinh, lo lắng chu toàn cho ma và cả anh chị em chúng con. Nhờ ơn của ba mà chúng con đã có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Công cha như núi Thái Sơn, chúng con xin cảm ơn tình thương sâu đậm, sự lo lắng ân cần, triều mến của ba. Ba kiên nhẫn
mỗi khi chúng con làm sai. Ba an ủi và động viên mỗi khi chúng con gặp chuyện không vui. Ba đã dành hết tâm huyết để nuôi dưỡng, bảo bọc, dạy dỗ cho chúng con nên người. Với sự yêu thương che chở của ba, nhìn tấm gương ba, qua đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống riêng của từng gia đình chúng con. Và nhờ vậy đã mang lại nhiều thành công cho chúng con trên đường đời. Hôm nay, khi bóng ba đã ngả về chiều, nhưng ba vẫn luôn dõi theo những bước chân của đàn con với sự yêu thương lẫn tự hào. Ba thương yêu và dạy dỗ chúng con rất 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 là nhiều. Kinh nghiệm sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội, cái mà cái con tâm đắc nhất mà ba đã truyền đạt cho chúng con chỉ duy nhất có một chữ, đó là chữ nhân. Nhân nhịn, nhân này thật là vi diệu. Qua đó mà vợ chồng chúng con tạo được một gia đình êm ấm và hạnh phúc, công danh sự nghiệp đạt được thành công mỹ mãn. Kính thưa ba, thật sự chúng con không còn lời nào bày tỏ hết lòng thương yêu, quý và kính trọng ba. Hôm nay chúng con quy tụ về đây mừng ngày thường thọ của ba. Chúng con xin kính chúc ba luôn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, sống lâu và sống khỏe trên 100 tuổi cùng với chúng con và các cháu. Chắp tay xin khẩn Phật trời cầu cho ba sống lâu cùng chúng con, cầu cho bóng sẽ chầm dần, cho ba được mãi an vui tuổi già. Kính thưa quý vị, chúng tôi thay mặt cho toàn thể gia đình xin kính gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đã bỏ thời gian đến đây tham dự và chúc mừng lễ thường thọ của ba chúng tôi. Trong quá trình tiếp đón không tránh khỏi sơ sót, nếu có kính mong quý vị niềm tình bỏ qua. Kính chúc toàn thể quý vị luôn được vui khỏe, hạnh phúc và gặp được nhiều sự may mắn. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn em Phúc. Tiếp theo xin mời ông Phan Chí Huy có vài lời cùng quý vị. Thưa cậu. Kính thưa quý vị, bà con thân hữu và các con cháu, hôm nay các con cháu Thọ Hiếu Thảo đã tổ chức một buổi thường thọ 91 tuổi cho ba, cho ông, rất là chú đáo và rất là long trọng. Đồng thời còn được bà con đến tham dự để chung vui chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích và vui mừng vô cùng. Tôi nhớ lại hồi tôi 19 tuổi là một chàng thanh niên tủng tủ nhặt trái. Rất là nhiều đời. Và tôi đam mê âm nhạc, thể thao và nghệ thuật. Tôi đàn mandolin. Wow. Tôi đàn những bài ca bất hủ là những như bài ca Histoire d'un d'amour. D'amour d'un d'amour. La Cumbachita và B
Besame Russo. Wow! Càng đó, càng nghe càng hay, càng thấm vào tâm hồn. Rồi tôi trong một chiếc máy ảnh đạp xe đạp đi chụp thẳng cảnh Huế. Vì ở Huế là một cổ đô địa linh dân hòa, có nhiều phong cảnh rất là đẹp như là chùa Lính Mù, có sông Hương, có núi Ngự Bình, có Thướng Bạc, có Phú Bấm Lâu, rồi có cầu Trần Tiên, sáu vài mười hai dịp, có cửa Đúng Áo, có chợ Đúng Ba Não Diệt. Rồi tôi đi chụp các lắng tầm như là lắng Minh Mạc là có chiều sâu, còn lắng từ Đức có chiều rộng, lắng cái đường đặc biệt có chiều cao rất là đẹp. Sau đó tôi đạp xe đạp vào cửa Đúng Ba, vào hồ Tịnh Tấn chụp hoa sen. Wow, hoa sen quá đẹp, quá đẹp. Màu hoa sen hồng thẫm, màu lá sen ngọc bích, rồi hàng trăm đóa hoa sen theo chiều gió lắc lư lắc lư, như một điều vụ tăng hô, rất là đẹp, rất là kinh điển. Rồi tôi vừa đứng vào cái thông thả hồn theo mấy gió, rồi tôi ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi một giấc mơ. Sau đó tôi thức dậy, tôi nghe một tiếng gọi rất là ngọt ngào. Good morning, bốn. Wow, trời ơi, thầy tôi ôm cháu vào lòng. Tôi nói ôm, hôm nay tại Minh Gia rồi à. Thầy tôi nghĩ lại hôm qua là tôi một chàng thanh niên 19 tuổi, mà hôm nay tôi trở thành một khán giả 91 tuổi. Wow. Con số 19 một quái một vòng thôi mà tự thân cũng 91, quá kỳ diệu đó, kỳ diệu. Nhưng mà tôi không lo, tôi vẫn lạc quan là vì cả con cháu có hiểu thảo để ý chăm sóc tôi rất là chú đáo. Như là tôi muốn ăn gì là có ngay, như tôi thích ăn bún bò Hoài Huế là có ngay, tôi thích ăn nhưng là mì sủi cảo mì của nước Hải Tiết, thích ăn những là mì bò ngư, thích ăn những thứ gì là điều có hết. Sau đó cả con cũng tồn tại nấu cũng riêu. Rồi nấu gì nữa, nấu mì Italy, rồi làm gà bọt rau răm cho quả tuyệt. Rồi con mì nữa, con nếm sáng cá na mua những thì món ăn của Huế đặc sắc như là bình ướp tống chảy, bình ướp thịt nướng, rồi mua bình ít rang phú thế, rồi mua gì nữa, ồ mua bình canh nấm phổ, mua chậm quả ngon, quả ngon. Rồi ăn mặn ma quá, ăn mặn ma một chút ăn xong lên cao, ăn cao lên đi mày chứ đấy. Nhưng mà tôi không lo vì có bác sĩ trị đó. Tôi xuống bác sĩ trị đặt cái tay lên cái ngực tôi, ô tăng sông sụi vụ cũng cao gì hả. Thành tôi rất yên tâm, tôi lạc quá. Hơn nữa hôm nay quý bà con thân hữu các con cháu xa gần đến tham dự chung vui chúng tôi, đó là quý vị đã đem một liều thuốc bổ trường sinh cho tôi đó. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Còn các quý vị tháng tháng hạnh phúc. Cảm ơn cậu, bài diễn văn của cậu quá xuất sắc, quá thiệt. Qua bài diễn văn tụi con và cháu thấy cậu rất là minh mẫn, rất là sáng suốt. Đó là điều mà chúng con và các cháu rất mừng. Xin cảm ơn cậu. Tiếp đến là phần diễn văn của cháu nội trai Johnny Kỳ Phan.
Pablo, grandchildren. Hello and good evening, friends and family. My name is Johnny. I'm the eldest son of Omnoy's eldest son, folk. I'd like to thank everybody here today for taking the time to attend my grandpa's 91st birthday. It really means a lot to us, but it really means a lot to him to have everybody here that he loves and cares about to celebrate this momentous milestone. I would also like to acknowledge my grandmother, who is no longer here with us, but is watching down on us right now, wishing she could be here to enjoy this amazing food, especially the Tower of Taro Balls over there. That was her favorite, so I hope you guys enjoy it too. Benoit, we love you and we miss you a lot. I was asked to say a few words on behalf of my cousins. 91 years, wow, that is a long time. My grandpa has accomplished so much in his lifetime, but his biggest achievement is bringing his family tightly bonded, as you can see right here. One of the ways he brings us together is he's always very thoughtful. He does the little things to make us feel loved. For example, every birthday he always gives us a gift. You know, till this day, I still get a lottery ticket in the mail for my birthday. He reminds us how much we mean to him. So in return, we want to show him how much he means to us. Which is the reason why many of us here are here today for his birthday. And why so many spent long hours planning and prepping for this special party. Happy birthday, Om. We love you so much. On behalf of your grandkids, we want to give you $91 worth of lottery tickets. for 91 years of your beautiful life. Thank you. Tiếp theo là cháu ngoại Diana Vương, maternal grandchildren, Diana. Thank you, Uncle and Aunties, for a wonderful party, and thank you everybody for coming to celebrate this special moment today. I'm Diana. I'm the oldest of the oldest daughter, Li Fang Vung. When I was asked to make a speech, I was not sure if I was going to be able to find the appropriate words to say. I was not fortunate enough to have grown along with everyone else in this family. We lived very far away. But I do know a few things. I know from my mother that Grandpa is a smart businessman. He's a very talented photographer, and more importantly, a devoted husband, father, grandfather, and great-grandfather. Grandpa, I wish I had a chance to have been around you more throughout the years, but I'm so happy to celebrate this special day with you and the rest of the family. Happy birthday, Grandpa. Thank you, Diana. Tiếp theo, cháu ngoại Amber Tuệ Phan. Montero Ranchero. Hello, I am the middle child of Miha. So I had a little bit of help from my mom. And my Vietnamese isn't very good, so just keep in mind. Kính thưa ông ngoại, con chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Con chúc ông ngoại mạnh khỏe và vui vẻ. Bây giờ con làm việc trong một nhà thương ở Portland, Oregon, không xa California lắm. Khi mà ông ngoại cần con sẽ cảm nhận và lo cho ông ngoại. Thank you. Thank you. Tiếp theo là speech của cháu ngoại Andy Toàn Phan. Hello. Đây con là Toàn, con là con út của Nhi Hà. Ok. Kính thưa ông ngoại và quan khách. Quan khách. Con sẽ theo
cha cho chúng con sẽ khám sót cho ông ngoại và làm cho ông hạnh diện. Con chúc ông ngoại khỏe mạnh và bình an. Con chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Thank you, Hoshi. Tiếp theo là cháu ngoại Olivia Wong. Hey, hi, I'm Olivia, and I'm the eldest daughter of Newman, and I'm going to say a short happy birthday message in Cantonese. Gong gong san yin fai lo, san tai yin hong, cheng meng bat soi, phuk yi tong hoi, sao bin nam san, chúc nay san yin fai lo, gong gong, all day hoi nay. Thank you. Thank you. Tiếp theo cháu nội Melissa Thanh Phan. Hello, I'm Melissa and I'm the daughter of Phúc and Hồng Phúc. Kính thưa ông nội, cháu xin có vài lời kính gửi đến ông nội. Các cháu rất thương yêu ông nội nhiều lắm, tại vì nội luôn luôn vui vẻ, quan tâm và thương yêu các cháu. Nhân dịp sinh nhật 91 tuổi của ông, cháu xin kính chúc ông nội luôn luôn vui tươi, khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. Happy birthday ông, we love you. Very good, thank you. Bây giờ tất cả các con cháu đồng hát bài Happy Birthday chúc mừng ông. Đây là dịp may mắn của quý vị. Hôm nay sẽ có người trúng 100 triệu. Trong lúc hai em đi phát lì xì cho bà con, chúng tôi xin thưa là sau phần lễ này sẽ là phần chụp hình lưu niệm và tiệc. Quý vị nào chưa dùng tiệc thì xin mời dùng tiệc, thay phiên nhau vừa chụp hình vừa ăn tiệc. Để không thôi mình chờ nhau hơi lâu, người nào chụp hình thì chụp hình, gia đình nào ăn tiệc thì cũng ăn tiệc. Sau phần chụp hình và tiệc sẽ có phần ca nhạc khiêu vũ. Xin mời quý vị ở lại trẻ, nhất là những bạn trẻ ở lại trẻ để khiêu vũ cho vui. Thank you. Trong lúc chờ mấy em phạt đi xì, chị Ngọc Anh có vài lời với cầu. Thưa cầu, chị Ngọc Anh. Thưa cầu. Chị Ngọc Anh có vài lời với cầu. Kính thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phan Ngọc Anh, là anh Phan Thị Phúc, là người anh họ của gia đình chúng tôi.
là bên nội, bên ba của chúng tôi là một người mà trong gia tộc họ họ Phan từ Hải Nam qua tới Huế. Hôm nay là ngày vui của anh. Tất cả các con cháu đều tụ tập về đây vui mừng chúc mừng anh và một niềm hạnh diệu cho gia đình chúng tôi có được một cái ông anh họ đầy đạo đức, đầy thương mến nói cháu, rất là một cái gương sáng cho tất cả mọi người, không riêng gì gia đình họ Phan và tất cả những gia đình có liên hệ đến họ Phan. Tôi là Phan Ngọc Anh, con gái của ông bà Phan Tiên Mậu, là chủ họ của ông Phan Chí Phúc từ San Jose. Tụi anh em chúng tôi đã thân hoa tụ tập cùng nhau về đây để chia vui với gia đình anh. Chúng tôi rất là hạnh diện có được một ông anh như anh. Và hôm nay tôi xin đại diện cho các em tôi đến đây gửi lời chúc mừng đến anh. Mong anh luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và yêu đời như hồi 19 tuổi. Cảm ơn gì? Thưa quý vị, chương trình buổi lễ hôm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin mời quý vị nhập thiền và